Tranh cãi ảnh thẻ của dàn tân sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2022 có nhan sắc nhưng không ổn cho lắm. Mới đây, một tài khoản trên Weibo bất ngờ khiến mạng xã hội phát sốt khi tung ra loạt ảnh thẻ của dàn sinh viên mới của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2022. Đây đều là những thí sinh đã ghi danh thành công cho loạt khoa biểu diễn, truyền hình của Học viện đắt giá. Tất nhiên, để vào được lò đào tạo nghệ thuật hàng đầu xứ Trung, các anh tài đều phải mang trên mình thành tích cao và ngoại hình xuất chúng. Cũng chính vì vậy mà chủ đề ngoại hình của tân sinh viên học viện này luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Năm nay, netizen lại chia ra làm hai luồng ý kiến và tranh cãi nảy lửa, thu hút hơn 1.500 người tham gia bàn tán. Rất đông fan cho rằng, tân sinh viên nữ khóa năm 2022 xuất chúng hơn hẳn nhờ gương mặt xinh đẹp, cực sáng và ăn ảnh. Có đến 4 năm nhan sắc được nhận xét là sở hữu nét đẹp vừa mới mẻ, đậm chất tiểu thư đài các, lại vừa thừa hưởng chút đường nét na ná loạt minh tinh Lý Băng Băng, Trịnh Sàng, Huỳnh Dịch. Trong khi đó, phía sinh viên nam lại chỉ có hai cái tên nổi trội. Đáng nói, hàng loạt netizen lại có ý kiến trái chiều rằng ảnh thẻ của tân sinh viên bị Photoshop, make up hay thẩm mỹ quá đà. Mặc dù vậy, đây vẫn được đánh giá là khóa triển vọng nhất khi nói về nhan sắc của học viên trong nhiều năm qua. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!